đừng cái xanh trà bán con nè ở đây nó gọi nó nháy rồi nó nè mới nhảy ra trốn kẹt luôn rồi trốn luôn rồi chui quá nổ nổ dưới thấy nó gọi nhảy rồi đừng có gọi rồi nhảy thôi phóng quá đó nhé còn không phóng chui cái rồi chui nữa rồi nó dính không? Đó, nó nhảy đó. Đúng rồi. Nhảy lại đây. Kê kê. Được. Tốt nữa. Rồi. Đó, nó trồng cái bóng đèn con. Ngay tâm bóng đèn nè. Tâm bóng đèn ừ. Ngay tâm bóng đèn con luôn á. Ờ chụp đã vô. Ờ dính nè. Cỏ nhỏ quá không thấy. Một xíu à. Rồi, xảy luôn rồi, dính không? Có dính rồi. Không xảy luôn rồi. Nó phóng mày. Con này bị em bùa xịt cắn luôn nè. Nhái. Rồi, cắn lòi ruột luôn rồi. Chết luôn rồi. Bị bùa xịt, nó cắn cái queo, lòi ruột luôn. Đi trước không thấy rồi nó không nhảy luôn nó hả à? Nó rồi bự bự không không bự hơn con nữa bự hơn con mấy chục cái bờ này mà nước cái ruộng là chục cái ghê nó ruộng cái này cũng đi ăn nó lên nước nữa. Bụi khô quá nó nâng lên nó nấp trong bụi cỏ nè đó. Bự ra nó nè ngay tâm nè ngay tâm đèn thấy chưa ít đèn con nè ở đó nó ngõ cục đó ừ. Vô hai chuột rồi đặt hai chứ đặt hai trái hai cái vô hai con luôn nè bỏ lúa rồi vậy lúa gì lúa đang hết lúa rồi hai chục lúa lứa mà ngồi có nghĩa tay con nữa ba nó chạy nè nó chạy đó rồi nhảy vô bụi tiêu luôn chụp con này luôn dốc đáy gõ chứ khác dân nghe về nhau dốc đáy dính nè nó không nhảy 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 rồi thì gõ đèn ngay nó mà nó gõ gõ xảy luôn á nó nước trắng rồi hả đó nó lên bờ nó ngồi đó đó nhẹ nhẹ rồi tụng ba bột cột tung bót khó bỏ vô nó theo tay đó nhái đâu chút xíu à đó rồi sao lưng phóng ra nó lặn luôn đâu lặn luôn hả ừ đâu đấy nhỉ nhái nhỏ nhỏ rồi luôn đâu đây đây còn nữa nè nhỏ nhỏ không nhỏ bắt gặp nó bút kia bự nhỏ nữa đâu
nhúc nhúc gì đó lên, bị ruộng cây nhúc nhúc gì mà. Đây con. Né né nó là nó chụp nhẹ nhẹ nó không có phóng. Chứ gọi ngay nó gọi nó phóng. Quá trời đọt mà không có. Như thù lắm. Gọi ngay nó là dính. Nghe đèn nó cái nó nhỉ. Nó hả? Ừ. Con. Được cả cái dính cái dính. Nó không đỡ cho dính là dính dính. Gặp nắng trên một chút. À, nhai xanh. Cần. Cần chụp lại. Nhai xanh nè. Thủ. Rồi chụp vô hỏi tay luôn. Thủ. Nắng trắng trên cực độ mà nắng. Dần. Rồi nó chuẩn bị nó nhảy. Thủ chứ khác. Nôm liền. Điện gọi ngay nó hoài. Quần chết nhất nhỉ. Nhảy quá thì nhảy, hai con chơi chỗ. Rồi con kia nhảy, con bự nhảy à. Còn con nhỏ lại. Nhỏ xíu luôn. Nhỏ xíu. Thì con bự đó. Ờ phải không? Ừ, con bự nhát quá. Thôi bắt con nhỏ đi. Bỏ con bự. Lụm tiền vô đi con. Đã thấy nó rồi đó, núp núp lụm nè. Nó về nhỏ nhỏ mà. Bắt con khó khăn quá. Đó con này bự nè. Chụp lột ra. Nó gần mình. Mình thì mình. Ê ê. Vô chạy luôn rồi. Nôm mình luôn. Chắc khó ăn con này. Đi chạy rồi thấy không. Có nha. Ê ê ê. Chạy. Ê con này con khác nữa. Dính không. Con trốn hả? Con này con mới chuộn xuống đây, còn con kia nó ngoài đó nó nhảy. Nó xíu. Nó đường rồi. Nó cơm lè trên. Đi tới đi vô hoài lụm rồi. Nó trong bụi nó nhảy nè. Nó bụi bụi thì nó mần chấm rồi tán nước vô lại lên thôi. Phành cây. Rồi. Có ruộng luôn hả? Chạy ruộng luôn hả? Nó rồi, chạy luôn hả? Nhái bành kia vậy? Tống rồi. Dạ, dợp bẻ giò luôn. Dạ rồi. Chụp dính cái giò rồi. Rồi, tống luôn rồi. Nhảy nè. Đợi đắng hả? Ừ. Vô trái trái. Ủa,
quá trời à, quá trời à. Nhảy hồi cũng ngổ giò dính nè, nhìn siêu nhìn siêu mà nó chạy kẹt này chắc sảy quá siêu nói chụp tay chưa năm thứ đại về là nó không có gì gặp cần nắm động nằm kẹt anh nè, thấy không? Lưng nè, nè, nè thấy không? Nghe gần đẳng hả? Nè, nó chụp luôn chưa? Thôi nha. Quá dễ nhảy, không nhảy hả? Ừ. Quá dễ ăn nha. Bự không? Con con nhái gì nó nằm dưới nước kìa, nó trong tàu nha. Ôi hai con nhái nó còn như sau lưng nè, ba nè nè thấy không nè, nghe đèn nè, mấy bà này giá nhái nó dạy dạng ghê chứ, đi qua rồi nó không nhảy lắm, thấy mình gọi nó nghe nó đèn qua nghe nó hoài nó mới nhảy nè, nó có là thôi nó thích xíu nghe nhỏ thôi, thôi bỏ nhảy lưng tưng đó, không có nhảy lưng tưng cho nè, rồi cái đầu đũa ăn luôn bỏ xíu, nghe mới đẻ.